Các bạn có bao giờ nghe qua đền thờ cát họ chưa? Tức là họ của bạn sẽ có một cái nơi để thờ cúng tổ tiên của những người thuộc dòng họ đó. Và một trong những văn hóa rất là tiêu biểu của người Hoa tụi mình đó chính là tham gia hoạt động của đền thờ cát họ. Tại có ủ phú nhìn tải lại tôi chợ lớn đau sao? Và hôm nay để mình dẫn các bạn đi tới đền thờ họ Tăng ở chợ lớn. Chăng xì chung chỉ. Thông thường thì đền thờ sẽ tập trung những người cùng họ với nhau để tạo thành một cộng đồng. Mục đích chính của việc hoạt động đền thờ cát họ này đó chính là mọi người hỗ trợ lẫn nhau, mở rộng các mối quan hệ làm ăn, hỗ trợ những trường hợp khó khăn và khuyến khích những bạn trẻ học giỏi và có thành tích tốt. Ai có nhiều ra nhiều, ai có ít ra ít để giúp cho cộng đồng cùng họ với mình ngày càng phát triển hơn. Và rất là đơn giản là bạn chỉ cần cùng họ là các bạn có thể tham gia rồi. Chi phí mỗi năm thì cũng chỉ tầm cỡ 100-200 gì đó. Mỗi một đền thờ họ sẽ có một cái tên riêng còn được gọi là đường hiệu. Và đền thờ họ Tăng ở chợ lớn mình có đường hiệu là Tam Tỉnh Đường Sam Xỉn Thòn. Cái tên này chủ yếu là dùng để phân biệt và để cho mình không có bị lộn với những cái gia tộc ở những cái nơi khác. Mỗi một năm thì mỗi một đền thờ sẽ có một ngày cúng tổ rất là lớn. Giống như mọi người thấy thì tất cả những người tham gia trong cái buổi lễ này đều là họ Tăng hết. Ngoài những thành viên người Hoa ở chợ lớn ra thì cũng có những đền thờ họ Tăng ở khắp nơi đến tham dự nữa. Ví dụ như là bên Trung Quốc nè, Đài Loan nè, phía Bắc Hà Nội, Hải Phòng cũng có, miền Trung và miền Nam, miền Tây cũng có. Năm nay làm hoành tráng đến như vậy một phần cũng do là ra mắt ban trị sự mới của nhiệm kỳ 7. Anh Cẩm Siêu làm hội trưởng mới của nhiệm kỳ này nè. Buổi sáng thì mọi người chủ yếu chỉ lên đền thờ thắp nhang cúng tổ, còn buổi tối thì mọi người sẽ ăn liên hoan tại nhà hàng. Trời đông quá trời đông luôn, mọi người thấy không? Cảm giác giống như là mình đang đi ăn tiệc của một gia đình đông con vậy đó. Mình cũng gặp được quá trời người quen ở đây luôn. Mình cảm thấy cái thế hệ của tụi mình nó gần như là không có phổ biến về cái việc mà tham gia đền thờ họ này. Thật ra là bạn có thể tìm được rất là nhiều mối quan hệ có thể hỗ trợ cho bạn trong cuộc sống. Bạn có thể tìm hiểu thử xem đền thờ họ của mình nằm ở đâu. Cứ mạnh dạn đến tìm hiểu và tham gia bởi vì mọi người cũng rất là dễ thương. Họ sẽ ngồi xin con lâu quảnh cho coi ảnh thùng xin tố lạ nè. Chùng vào quảnh cho coi chỉ đó, mình chỉ tìm ơn quảnh hiếp.